There's an answer if you reach within your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then the hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside.
xin chào tất cả các bạn. Chúng mình là ban nhạc Lost Mirror, một cá thể đại diện cho Trung Quốc Long Biên. Luôn tin rằng ấy, ai có một góc tối trong bản thân. Vậy thì các bạn hãy cùng chúng mình đi tìm cái chất mental nhé. Chào tất cả mọi người, chúng mình là QNS đến với Disco Town City. Solo quyền của chúng mình là Memories Flex Melody. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mo Chumai của Disco Metropolis. Hãy cổ vũ cho mình nhé. Con xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Xin chào ban giám khảo, xin kính chào tất cả các thầy cô, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh. Mình là học sinh lớp 9 lớp 29. Mình rất vui và rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu của Tết Trang 2023. Mình đến đây để lan tỏa niềm sự niềm vui và niềm đam mê với âm nhạc. Xin cảm ơn tất cả các ban giám khảo, các thầy cô, các bậc phụ huynh. Chào mọi người, chúng mình là trai Việt Nam. Chúng mình là Trần Đi và Hôm Nay nhé. Chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Quê, đến từ ban nhạc Tội Phạm Expert đây. Mọi người nhớ trông chừng giải chất nhạc mà mình lấy mất đấy. Because no one could ever walk our way. Xin kính chào các mọi người. Con tên là Thùy Lâm, đến từ lớp 616. Và con đến đây để chinh phục mục tiêu của bản thân mình và tỏa sáng trên sân khấu này, con xin cảm ơn. Người ta thường nói, tuổi trẻ như một cơn mưa, nhanh đến, nhanh đi. Vì vậy, hãy sống một cuộc sống thật rực rỡ. Ban nhạc Sandbox đến với Stage Jam năm nay với một mong muốn rằng tiết mục của chúng tôi, bài ca Tuổi Trẻ sẽ là một dấu ấn đặc biệt trong tâm trí của tất cả chúng ta đang có mặt ở ngày hôm nay. And we are